Canh bạc của Southgate với đội tuyển Anh tại Euro 2024 mạo hiểm ra sao? Danh sách đội tuyển Anh tham dự Euro 2024 có tới 12 cầu thủ lần đầu tiên góp mặt ở một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Gareth Southgate là thiên tài hay kẻ điên, ranh giới thực sự mong manh. Southgate vô cùng mạo hiểm với những quyết định cho Euro 2024. Trong giai đoạn đầu của vòng loại Euro 2024, Calvin Phillips và Jordan Henderson là những nhân tố chủ chốt ở hai trận đầu tiên trên hành trình đến Đức của tuyển Anh. Nhưng bóng đá quốc tế biến chuyển nhanh chóng, và giờ đây, những cái tên như Kobbie Mainoo và Adam Wharton đã góp mặt trong đội hình dự Euro. Khi Phillips ra sân trước Italia ở Napoli, sau đó là Henderson thi đấu với Ukraine vài ngày sau, cả hai đều chưa đá chính tại Premier League 2023-24. Huấn luyện viên Southgate không thể bị buộc tội khi giữ khư khư những cầu thủ cũ, bởi sự bất ngờ nằm ở danh sách chốt hạ đi Đức. Sự vắng mặt của Harry Maguire, Raheem Sterling và Marcus Rashford cho thấy một sự thay đổi thế hệ đang diễn ra. Đội tuyển Anh tham dự Euro 2024 sẽ có diện mạo hoàn toàn khác biệt và thiếu kinh nghiệm hơn so với đội hình dự World Cup 18 tháng trước. Tổng cộng, đội hình hiện tại chỉ có 633 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ít hơn 187 lần so với đội hình dự World Cup. Hơn một nửa số cầu thủ tham dự giải đấu đó sẽ không có mặt ở Đức. Mọi thứ thay đổi từng tuần, từng tháng, Southgate phát biểu. Chúng tôi có nhiều sự thay đổi so với World Cup và chúng tôi tin rằng đây là đội hình phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại. Đó luôn là thời điểm để cân bằng giữa kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ đang chơi quá hay mà chúng tôi không thể bỏ qua. Sự thay đổi lớn nhất trong đội hình của Southgate diễn ra ở hàng tiền vệ. Declan Rice chắc chắn sẽ đá chính trước Serbia trong trận ra quân của Anh vào ngày 16 tháng 6. Dù Bellingham sẽ chơi ngay phía trước anh ấy trên sân. Điều này đồng nghĩa với việc các tài năng trẻ của Southgate đang cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ. Southgate loại cả Grealish và Maguire. Mainoo đã hòa nhập tốt với môi trường bóng đá quốc tế khi có được hai lần ra sân ở Wembley hồi tháng 3. Sau đó anh trở lại sân vận động quốc gia để giành FA Cup cùng Manchester United. Wharton gây ấn tượng với tất cả mọi người kể từ khi rời Blackburn Rovers vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Từ các đồng đội mới tại Crystal Palace đến BHL của đội tuyển Anh. Họ chưa từng thấy một cầu thủ nào có khả năng hình dung đường truyền tiếp theo một cách chính xác như vậy kể từ thời Michael Carrick. Trong tập luyện, cậu ấy đã gây ấn tượng với nhiều cầu thủ, rất bình tĩnh và xử lý bóng hay, Rice chia sẻ về Wharton. Cậu ấy có một chân trái tuyệt vời, những đường truyền sắc nét và là một chàng trai khiêm tốn, luôn muốn học hỏi. Wharton sẵn sàng cho những trận đấu lớn. Cậu ấy là một trong những người không dễ bị đánh gục. Tương lai của tuyển Anh ở hàng tiền vệ đang rất sáng sủa. Trent Alexander-Arnold cũng sẽ cạnh tranh một vị trí ở hàng tiền vệ, nhưng anh không được đánh giá cao về kinh nghiệm thi đấu ở khu vực này. Southgate cho biết Alexander-Arnold đang học hỏi trong quá trình tập luyện, bất chấp bàn thắng ngoạn mục của anh vào lưới Bosnia vừa qua. Cùng với đó, Conor Gallagher mới có hai lần ra sân chính thức cho tuyển Anh. Không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Henderson đến sự gắn kết đội bóng. Maguire cũng có vai trò quan trọng. Do đó, sự vắng mặt của cả hai tạo ra nhiều nghi ngờ mà Southgate buộc phải phủ nhận. Bây giờ, điều quan trọng là phải gắn kết như một tập thể, Southgate nói. Có những cầu thủ đã gắn bó với chúng tôi trong một thời gian dài. Nơi mà mối quan hệ thực sự bền chặt và chúng tôi phải nhận ra rằng những người không được chọn vào đội hình chính là chìa khóa để chúng tôi thành công. Huấn luyện viên đội tuyển Anh không cần những kẻ cau có trong đội hình, điều đó sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong việc lựa chọn cầu thủ từ các câu lạc bộ. Năm 2018, Tottenham đóng vai trò trụ cột với sự góp mặt của Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose và Kieran Trippier. Manchester United và Man City là hai câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho hai giải đấu gần đây. Nhưng giờ đây, vị trí dẫn đầu thuộc về Crystal Palace. Với việc Maguire, Tyrick Mitchell, Michael Olise và Dean Henderson góp mặt. Không quá bất ngờ khi Crystal Palace dẫn đầu danh sách. Điều này cho thấy sự thay đổi thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ, khi đội tuyển Anh trẻ trung nhưng thiếu kinh nghiệm mới là nòng cốt trên đất Đức. Bài toán rất rõ ràng, Anh vô địch, Southgate là thiên tài.
anh dừng chân trước bán kết, Southgate là kẻ bất tài với những ý tưởng điên rồ.